Ừ, đây là đội bắt vịt. Còn đây là đội đây là đây là gì đây là hai lúa. Ý hỏi là khán giả thôi chứ không phải hai lúa. Bậy rồi. Khán giả. Nắm là hoàng ở đây. Đây là đội chuẩn bị vô. Không có gỡ, đừng có gỡ, một hồi tôi cũng kiểm tra tôi làm lại hết rồi, đừng có gỡ, tới gỡ luôn, mất công lắm. Không thấy đường mới bắn, mới chơi bịt mắt, bắt gì không thấy đường vậy, không chơi. Chặt quá, không đi, có sao nữa, đông đốn luôn. Và lưu ý các thành viên bây giờ là bịt mắt, bắt dịch, chứ không có hái quà bắt bớm nha. Chữ dẫn cái đường vậy, lấy cái tay ra. Anh. Đi vô Minh. Vô đổi. Gì đem trả nè, đổi. Trời, không có thấy. Không có chị trơn á. Ủa, sĩ đã bịt mắt lấy vậy bác gì nữa. Để lại đi. Hai đội trưởng này đây tôi bịt. Cái đừng có mượn rồi, lấy gì cái đống giờ. Rồi, ba hầm nó khó bơm chết luôn. Này mượn hay là mướn? Phải 12 không em. Mà quay tầm 7. Con Út có khác ta không? Bạn áo phao rồi. Không đâu, nghe chị. Rồi không ai sửa, tôi sửa lại là ai? Sau khi tôi sửa rồi mà ai mà chỉnh sửa nó là người đó phạm quy nha. Bắt lỗ mũi á. Rồi. Đúng rồi. Chưa, từ từ. Chụp bậy nha, lành. Rồi xuống. Coi chừng anh Duy, chụp cái quần đó, lành. Quay đằng sau. Quay đằng sau. Chụp, bác đó, trời ơi. Quay tay. Bác. Trời ơi, kìa. Ơi, chết rồi, rồi. Chưa. Chưa. Phương khùng hả? Đúng rồi đó. Rồi, bác vô. Ôi, bác được chưa? Nhảy tới. Đây, vô. Ê, qua chụp nhàn kìa gì đây? Sao được? Sao? Ê, chụp tôi. Luôn nhàn. Trời ơi. Bắt đi. Bỏ xuống. Bắt kìa, còn cái kìa. Tiếp. Ơi. Còn đó. Bên trái. Ê, sao? Sao anh Dư lên cái gì kìa? Sao lưng á? Sao lưng gì kìa? Ê, sao lưng? Chụp phút. Ơi, trời ơi. Bên đây nè. Trời ơi. Bên đây. Chụp. Sao lưng em kìa Phương liền vậy. Bắt được con vịt đứng vậy đi.